Hi, chào bạn đã quay lại với channel của mình. Ok, quay lại với game AutoChess Mobile nha. Ok, hôm nay chúng ta cũng vẫn ở lại bản test để test thêm cái bộ Bannerman. Cái Bannerman này thì nó còn khá là nhiều cái rắc rối. Tại vì không biết như thế nào nhưng mà có vẻ như nó bắt đầu ra những cái bộ bài mà nó khó chơi hơn thì phải. Không biết sao nhưng mà mình cảm giác giống như Bannerman bây giờ nó cái phần trăm, cái tỷ lệ ra mà ba con giống ba con đó, rất là khó. Rất là khó. Tại vì sáng hôm nay mới update một ở server test mới update một bản nhỏ nữa. Update online luôn là không có đóng server, chắc là do chỉnh sửa một số gì nhưng mà tóm lại họ nói là optimize up server. Kiểu giống như là làm cho cái optimize là theo kiểu giống như là nó ổn định vậy đó, nó phù hợp hơn. Thì có vẻ như là cái tỷ lệ ra bài gấu bây giờ nó khó ra hơn, tại vì cái tỷ lệ bắt đầu nó ra nhiều cái con mà gọi là nó, tại gấu á nó có một số cái tình trạng giống như vậy nè, là gấu á nó không phải ra only gấu không, mà nó có thể ra những cái bộ mà đang có trên bàn nữa, ra theo có những cái con tướng mà đang có trên bàn nữa, cho nên cái phần trăm ra hôm nay ra thường là ra gấu nhiều, còn cái phần trăm kia nó khá là thấp. Bây giờ mình test lại thì mình cảm giác như là cái phần trăm ra những cái bộ bài mà gọi là ra gấu á thì nó thấp lại, và những cái ra cái phần còn lại để ra những cái bài mà bạn đang có nó nhiều hơn. Mình chỉ test cảm giác thôi, chứ cái này là nhà phát hành người ta không có nói. Chỉ là cảm giác cái phần trăm người ta vẫn giữ nguyên luôn. Nhưng mà kiểu như người ta optimize server sao để cho kiểu ra bài nó gọi là nó balance hơn, nó cân bằng hơn. Thì mình nó đối với mình, nếu mà ra những cái con mà đang có trên bàn á thì cũng là một ý hay. Ra bộ bài theo giống ra bài theo giống như mấy con mà đang có trên bàn thì cũng gọi là hay. Cũng ra gì đấy chứ, đâu phải là đùa đâu nè, đúng không? Ba assassin nè. Được thì mình đi assassin test cho anh em thử coi đi con Banda với lại assassin nó như thế nào. Thì hồi sáng hôm qua thì mình cũng đã có test cái thể loại, và giống như là cái con Banda, cái gấu mà là assassin á, nó sẽ until của nó có tính rít của bộ assassin hay không thì có nha bạn. Có, nó lướt tới đâu phần trăm rít nó nhảy lên cũng khá là nhiều. Cho nên bộ assassin cũng là một bộ bạn có thể đi với Banda được. Đi được với Banda nhưng mà chỉ 6 thôi nha bạn. 6 assassin thôi chứ còn 9 thì hơi khó. 9 thì hơi khó. Cho nên chỉ 6 thôi. Và 6 thì đó, lúc đó thì chắc chắn là bạn phải dồn đồ cho con gấu đó, gấu 3 tiền rồi. Hoặc là bạn có thể dồn đồ cho những cái con khác trước, xong rồi bạn lấy những cái đồ đó bạn cho những con gấu 3 tiền về sau thì cũng gọi là ok. Đấy, đầy đó, lên được 2 sao luôn nè, ghê chua. Thấy rất rõ ràng không anh em, bài mồi assassin mà. Nhìn cái biết liền à. Con gấu 3 tiền đó thì nói chung cái sức mạnh của nó thì không phải bàn cãi. Không phải bàn cãi về cái bản mới này. Thì nếu mà bạn có con gấu 2-3 tiền 2 sao, 3 tiền mà assassin 2 sao á, thì nó cũng đã rất mạnh rồi. Hoặc là nếu mà bạn chọn một cái bộ bài dễ hơn á, là tại vì sao con gấu phép á, nó sẽ chắc chắn là nó ra trước con gấu assassin. Bạn có thể đi cái đó theo kiểu là dạng là 6 phép cũng khá là mạnh. Khi mà con đó nó lướt mạnh, mình nói thẳng luôn, nếu mình tính ra thì con đó nó lướt mạnh hơn con Water Spirit. Con Water Spirit rất nhiều. Mà con đó lại có bộ phép luôn, còn Water nó không có bộ phép nha anh em. Con Water không có bộ phép nha, anh em nên nhớ vậy. Cho nên nếu mà anh em đi theo kiểu mà đi Water Spirit với lại bộ phép á, thì anh em sẽ bị mất một sự, phải tốn thêm một slot để lấy kích 6 phép. Nhưng mà anh em đi gấu đó vừa không tốn tiền mua, vừa kích được 6 phép sớm hơn nữa, thì nói chung nó khá là lợi thế cho phép giai đoạn mới này. Phép mình Banda với lại phép mình cũng đã có test rồi, anh em nào nếu mà không chưa xem có thể xem lại những video cũ về bộ gấu này, thì mình đã có test bộ Banda với phép rồi, cực kỳ khỏe luôn, 6 phép rất nhanh,
xấu phép rất nhanh. Anh em nếu mà được rồi đi thượng đẳng thì nó quá tuyệt vời, nhưng mà thật ra ở trên cái bản test này muốn đi từ level thượng đẳng hơi khó. Tại bạn biết sao, tụi nó chết lẹ quá. Cho nên mình chưa có test được cái bộ mà gọi là đi thượng đẳng, đi chính phép chẳng hạn, khó quá. Nhưng đối với mình đó nha. Đối với mình thì bộ Banda này là một trong những cái bộ mà ra đúng thời điểm. Tại vì cái này nó sẽ làm cho cái game meta game nó thay đổi rất là nhiều. Cái meta game thay đổi rất là nhiều sau ra đúng dịp Tết thì cũng hay cho anh em có thời gian anh em nghiên cứu rồi anh em xăm soi các thứ để đỡ phải bỡ ngỡ. Nhưng mà thật ra bộ gấu nó sẽ thay đổi meta game rất là nhiều. Anh em nào mà mới quay lại sau 2 hoặc 3 tháng khi anh em nhìn thấy bộ gấu anh em bắt đầu rối liền đúng không? Cái đó là mình biết mà, nhiều anh em bị vậy lắm chứ không phải một mình mấy anh em đâu. Cho nên mấy em cứ yên tâm, chơi tầm vài bữa thôi là được thôi. Mình nhiều video của mình là sao hướng tới những anh em giống kiểu vậy, đang bị theo kiểu thức con mẹ nó lạc đi. Mình sẽ làm những cái bộ mà anh em chơi anh em có thể dễ thắng nhất. Chơi anh em nhìn bài thấy dễ không? Tại vì mình nhìn bài rất là cơ bản. Mình nhìn bài rất là cơ bản chứ mình không có nhìn bài theo cái dạng cao siêu. Nhìn bài rất cơ bản, mình xoay bài cũng rất là cơ bản luôn, xoay cái bài công thức đàng hoàng. Xoay bài công thức đàng hoàng tới cấp up, tới cấp xoay đó, tới hiệp up, tới hiệp xoay, rất cơ bản, có công thức hết. Cho nên là cứ chơi mà không có cần phải kiểu như anh em nghĩ là nó quá cao siêu làm gì không. Tính ra là rất là đơn giản. Cứ phù hợp, mình thấy nó ra bài, mình mua để dành, tích tiền, chẳng chục. Nó công thức game này rất là dễ. Là anh em tích tiền, chẳng chục là cái đầu tiên anh em phải biết trong game này nè. Nếu anh em không muốn thọt tiền, anh em không muốn thọt tiền với người ta. Nếu mà anh em thọt tiền vẫn được, anh em thọt tiền anh em vẫn thắng được. Nhưng mà anh em thọt tiền thì cái tiền nó phải thể hiện sức mạnh ngay tại lúc đó luôn. Thể hiện sức mạnh ngay lúc đó là giống như là anh em up cấp đi, anh em sẽ hơn đối phương một con. Thì đó là thể hiện sức mạnh ngay tại lúc đó luôn. Mà anh em xài tiền mà anh em không up cấp được á là anh em không có hơn đối phương một con rồi đúng không? Không xoay ra bài á thì anh em không có hơn sức mạnh đối phương được đâu. Vậy thì thôi để tiền chẳng chục, mình giữ tiền lại tới lúc mà mình cần á mình xả ra thì nó sẽ dễ hơn. Nó sẽ cái tỷ lệ mà thắng nó sẽ cao hơn. Là cái việc anh em chơi theo cái dạng là nhân phẩm hên xui. Hên xui thì cũng ok, nếu mà anh em hên thì anh em thắng ok luôn không nói. Mà lỡ mà xui một cái thì hơi khó bét. Là giống như mình giờ nè, mình up cấp á cái là mình bị mất 20 tiền sao đúng không? Cho nên mình không up cấp luôn, mình để im đây chấp nhận thua. Mình mất chuỗi hồi nãy rồi, cho nên mình thắng hay thua gì dáng này cũng chả quan trọng. Thắng hay thua dáng này thì cũng chỉ là gọi là kiểu giống như là thủ tục thôi. Nhưng mà tiền, vấn đề tiền quan trọng nha. Mình để tiền ở đây để làm gì? Tích lại 50 tiền, càng sớm càng tốt. Xong lúc đó mình bắt đầu chơi. Tại Assassin mà cũng cần vị trí như đến từ gọi là mấy cái con tướng đồ này kia cũng khá là nhiều, đúng không? Đến từ vị trí mấy con tướng cũng khá là nhiều, cho nên là mình cũng phải xoay bài. Đặc biệt là mình phải xoay bài cái thứ nhất nè, sau đó phải up cấp. Cho up cấp giống như hiệp quái mình sợ thua mình để cấp vô, tại mình mới 3 assassin thôi. Nhưng mà có con ốc 2 với lại con sao breaker 2 sao thì nói chung cũng gọi là khá thôi, chứ không phải là mạnh lắm, nhưng mà đủ để mình có thể mà mình nhắm tới một cái mục tiêu. Mình không phải gì, mình không có cần phải chọn bài quá sớm, nhưng mà mình thấy bài mình đang ra assassin rất nhiều. Khi có tới 2 con 2 sao và ốc 2 cũng là một trong những cái dấu mốc quan trọng đó, anh em chọn đi assassin thì cũng được. Assassin bây giờ nó ghê hơn những cái bộ assassin lúc trước. Là tại sao? Tại bây giờ nó có bộ Banda đi kẹp vào. Con assassin 3 tiền với bộ Banda assassin 3 tiền đó thì con đó nó cực kỳ bá đạo luôn. Nếu anh em cho đồ thêm thì cực kỳ bá đạo luôn. Đặc biệt là anh em phải có con gấu 2 tiền này trước. Tại sao gấu 2 tiền này quan trọng? Tại vì con gấu này nó kích một cái bộ chữ tàu, anh em không? Cái bộ chữ tàu đó là cái bộ mà gọi là chia sẻ. Nó sẽ chia 30% đam cho người cùng tộc. Cho nên là con này nó sẽ cực kỳ mạnh nếu mà anh em mà để nó làm tăng. Tại vì sao? Nó sẽ chia sẻ đam với nhau. Thì nói chung cũng ổn. Nếu mà làm tăng thì cũng khá là ok.
Nhưng mà muốn gì muốn có gấu 3 tiền là phải mua con gấu 2 tiền này trước. À, chỉ có như vậy anh em mới con gấu 3 tiền thôi. Mà có nhiều anh em vô vẫn hỏi là tại sao lại không xoay ra được con gấu 3 tiền. Tại vì con cái bộ nó như vậy, hai con gấu nó bắt buộc phải được triệu hồi chứ không thể mua ở trong cửa hàng được. Đấy. Anh em thấy không? Không thể mua ở trong cửa hàng được, bắt buộc phải triệu hồi từ con gấu 2 tiền. Nó có tỷ lệ nó ra. À, nó có tỷ lệ nó ra mà mỗi lần nó ra nó sẽ nhảy vào trong dự bị của bạn luôn. À, nó nhảy vào trong dự bị của bạn luôn. Lúc đó thì bạn hai con thì nó sẽ có tỷ lệ ra nhiều hơn, ba con thì nhiều hơn nữa. Đấy, nhưng mà tóm lại là mình ra hiệp này ra gấu 2 rất là trễ. Ra gấu 2 rất là trễ, hiệp 12 mình mới có một con gấu 2 thôi. Mà mới ra hiệp trước thì phải. Cho nên là bài ra hơi trễ. Bài ra hơi trễ, mình bây giờ thì mình chơi không biết là nếu mà hiệp sau nữa mà gọi là chơi theo cái dạng mà nhân phẩm cao là sao ra gấu liên tục thì mình mới có cửa gỡ gạt, chứ còn không là mình lúng à. À, chứ còn không là căng đấy, không đùa đâu. Thật sự nếu mà giờ ra gấu liên tục á, thì mình có kiểu giống như là có cửa để mình gỡ gỡ, chứ còn không thì cũng hơi toan. À, cũng hơi toan. Rồi lướt vậy thì chết rồi. Hunter nó bắn mày không tuột quần nữa thì thôi con à. Rồi thôi như buồn ngủ quá. Rồi được luôn, qua tầng 2 luôn, quá nhờ. Ờ, tính ra bài cũng xịn lắm chứ bộ bạn. Ờ, tính ra bài mình cũng xịn lắm chứ. Assassin cũng lên được 2 sao hết rồi nè. Hai con ốc, hai mà hai ốc một cái bên nữa, chuẩn bị lên ốc 2 nữa thì thôi luôn. Ờ, ngon từ thịt, ngọt từ xương luôn đúng không? Anh em mình nói rồi. Chơi á là mình không phải là chơi thắng đầu game, mà chơi cái game này là anh em phải chơi thắng cuối game. À, anh em phải chơi thắng cuối game chứ anh em chơi thắng đầu game thì cũng chả cũng chả có cái vấn đề gì đâu không? Nó không có nó kiểu giống như là sao không có hiệu quả đó, kiểu như không có thể hiện được gì đó. Anh em thắng một hai hiệp đầu game anh chơi không có thể hiện được gì, giống như anh em chơi học đi học cũng vậy. Đi học học kỳ 1 không có thể hiện được quần què vậy đó. Học kỳ 1 học sinh giỏi hay lắm, học kỳ 2 mà tuột xuống học sinh trung bình là chuyện quá bình thường. Quá bình thường. Gặp vô hai cái tiết kiểm tra miệng không điểm rồi mấy kia đề khó là quên học bài gì đó thì thôi xong. Banh xác liền ha. Cho nên học kỳ 1 không có giải quyết được nhiều, thì phải cố gắng cả hai, giống như mình bây giờ á, giai đoạn này mình không cần quan tâm nhiều tới việc thắng hay thua. Mình quan tâm là mình giữ được bao nhiêu máu thôi. Mình thua thì mình thua càng ít máu càng tốt. Bài thì tiền thì mình cố gắng giữ trữ lại để được 50 tiền. Tiền lãi của mình sẽ nhiều, mình chơi giai đoạn giữa game hoặc là cuối game. Tùy theo lượng bài ra, nếu mà bài ra mạnh đó, thì mình chơi giai đoạn giữa game mình giết đối phương luôn. Hay là mình phải nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn là sao? Là ráng cố gắng là sống qua giai đoạn giữa game mà đừng mất quá nhiều máu. Xong giai đoạn cuối game mình bắt đầu mình chơi. À, cái đó cũng là một gọi là chân lý đó bạn. Chân lý đó, mình không mạnh. Mình không mạnh thì mình phải theo cái dạng là mình thông minh. Dạng thông minh. Chứ mà cương với đối phương là chết liền. Giống như bây giờ mình thấy mình thua. Mình thấy mình thua cái mình còn tiền cái up cấp luôn, cái hết tiền luôn. Hết tiền là mất lãi liền nha. Mất chẳng chục là anh em đâu còn lãi nữa đâu, thì em coi là anh em thọt tiền luôn. Mà lỡ anh em up cấp anh em thắng được thì mình không nói tới. Anh em thắng được anh em không nói tới. Up cấp rồi mà thua mới tuột quần. Up cấp rồi mà thua mới tuột quần. Đấy không? Cho nên mình phải gọi là sao? Rất cân nhắc cái việc mà up cấp. Tại sao mà có game nó có công thức anh em thay chơi nhiều anh em sẽ thấy. Hoặc là anh em xem video của mình nhiều anh em sẽ thấy là sao? Hiệp nào up, hiệp nào xoay. Mình nói rất rõ. Mình nói rất rõ cho anh em là sao? Trước quái một hiệp, sau quái hiệp, tùy. Nhưng mà up cấp thì trước hiệp quái. Up cấp thì trước hiệp quái một hoặc là hai hiệp để đón hiệp 19. Còn nếu mà bỏ qua hiệp 19 rồi thì cố gắng là ngay cái tại level quái đó sẽ lên level luôn để đón hiệp 20, 21, đón hiệp sau. Đó kiểu giống vậy hiểu không? Anh em hiểu không? Đó nó sẽ tầm đó. Anh em sẽ rất là dễ chơi. Anh em sẽ rất là dễ chơi tại vì sao? Anh em cần tìm những một cái con nào đó thì anh em phải biết cái tỷ lệ ra bài của nó như thế nào. Kiếm con 3 tiền nó khác, kiếm con 2 tiền nó khác, kiếm con 5 tiền nó lại khác. Cho nên là mỗi trận nó sẽ có cách khác nhau, nhưng mà nó trùng cùng một cái công thức đó là sao? Không phải là cái công thức là chắc chắn được. Không có ai cho bạn công thức mà làm chắc chắn được hết. Nó sẽ cho công thức mà cái dạng gọi là có thể được, cái phần trăm, cái tỷ lệ thành công nó cao hơn là
không xài công thức đó, phần trăm nó cao hơn, cao hơn không nhiều nhưng mà một chút đó cũng đã là vấn đề rồi, cũng đã là vấn đề rồi, nó làm cho cuộc sống đơn giản hơn mà, cuộc sống đơn giản hơn, đúng không? Chứ mà bạn cứ phải chơi theo cái dạng mà gọi là tính toán đâu này kia, nó cũng hơi bị phức tạp quá, có nhiều công thức anh em chỉ cần áp dụng thôi, áp dụng thôi, không có cần phải suy nghĩ quá phức tạp làm gì hết á. Đó, thấy không? Ok, đây mà đang xem nha, là cho mình một like và đăng ký hộ channel của mình nha. Rồi cảm ơn mọi người. Nhớ bấm like và đăng ký đi. Rồi comment bên dưới mình sẽ thả tim cho. Ok. Tất cả comment sẽ được thả tim, anh em cứ yên tâm. Đấy. Hay quá nha. Được luôn nha. Win không ta? Win chứ. Hai con ốc hai này cũng gọi là ra gì đấy bạn. Hai con ốc hai này cũng gọi là ra gì đấy, chứ không phải giỡn đâu. Được luôn, hên quá, đẻ được con gấu 2 rồi, mừng dễ sợ luôn. Nhưng mà con gấu 3 tiền vẫn chưa có. Bạn biết không, không có ra con gấu 3 tiền nên nó sẽ ảnh hưởng nhiều. Đó, cái phần cái tỷ lệ phần trăm ra gấu nó thấp. Tại vì cái con thêm một con gấu thì tỷ lệ ra bài nó sẽ nó triệu hồi được bài nó sẽ cao hơn. Nó sẽ cao hơn được một chút, nhưng mà nó cao hơn là được rồi. Cao hơn là được rồi, nhưng mà bộ gấu này anh em bắt buộc là anh em phải đưa vào trong bàn cờ nó mới tính hiệu ứng nha. Chứ không phải như bộ rui anh em để ngoài là đã tính hiệu ứng đâu, không có. Phải bắt buộc phải đưa vào trong. Đấy, phải bắt buộc rồi, nhiều anh em kêu là đi con gấu này dưới gót. Tại vì cái team gấu này thì không đi dưới gót được nha anh em. Không hề đi dưới gót được, tại một con gấu đã kích hoạt cái bộ gấu rồi. Mà con nào có kích hoạt bộ rồi thì không thể nhận được thêm kích hoạt tộc rồi thì không thể nào nhận thêm búp của tộc gót được. Cho nên ba con gấu này không con nào có thể đi chung với bộ gót cả. Anh em một anh em đi gót, hai là anh em đi gấu, cho nên không có đi chung. Anh em không có đi chung. Ok. Trời ơi, hai ốc luôn này, không giờ lấy không lẽ lấy trứng gấp ba luôn thì hơi kỳ nha. Giờ không lẽ lấy trứng gấp ba luôn hơi kỳ. Kỳ hả? Mày nghĩ tao ngại. Mày nghĩ là tao ngại con không dám mà quên đi. Chơi tới chết luôn à, mà chơi tới chết luôn, mắc gì mà ngại bạn. Không có ngại. Ngại là thất bại à, đi đám mà ngại là hại bao tử liền đúng không? Không có ngại. Đúng là đúng thôi. Bây giờ mình cần thiết là mình làm luôn. Ngại cái gì? Ngại cái gì? Trời ơi được quá nha. Được quá nha. 45 tiền cũng khá ổn. Chà. Dạo này anh em nghe nói ở ngoài Hà Nội lạnh lắm đúng không? Chà, thấy Sapa có tuyết đồ. Hay mình có công ty, thấy công ty mấy đứa bạn mình nó đi Sapa rồi nó chụp tuyết vậy đấy. Mình mấy bạn không biết mấy bạn sao chứ mình thì mình ghét lạnh vậy lờ. Mình ghét lạnh lắm luôn nha. Mình mà đi tới cái chỗ nào lạnh, mình có một lần lên Sapa rồi, nhưng mà lên cái đợt đó là mình nhớ là mình đi tháng hè. Tháng hè cho nên Sapa không có lạnh lắm. Nhiệt độ ban đêm hình như nghe nói là đâu tầm 18 độ 17 độ gì đó, nó cũng vậy thì chấp nhận được đi. Tại mình lên đó là mình có ra cái chợ gì đó mình mua một cái áo mà gọi là áo ấm ở trên đó. Trời, mặc ấm vải đái nhờ. Phải nói thì cái đồ mà theo cái dạng mà bán đúng kiểu là người ta mặc ở trên đó đó, mặc ấm kinh khủng luôn. Mà tới bây giờ mình cất trong tủ đâu có xài đâu. Xài gì? Sài Gòn nóng vãi lờ. Sài Gòn nóng vãi đái luôn. Lấy làm gì mặc được. Sài Gòn có mùa đông thì bây giờ buổi đêm ban đêm á, ra đường mình mặc quần đùi, mình mặc áo cắn tay mình vẫn chạy ào ào được, không sao. Phải re luôn. Cho nên là mình ghét lạnh lắm. Thật sự là mình chịu lạnh dở lắm. Chịu lạnh dở lắm. Hồi trước á, là buổi sáng á, là hay đi học á, là đi rất là sớm. Mà ở trong đây á, thì độ ẩm nó cao. Độ ẩm nó cao cho nên sáng nó hay có sương mù á. Sương mà sương dọn là dạng là sương ướt luôn á. Anh em mà chạy chút xíu á, cái áo á, nó không phải ra mồ hôi nha, mà cái nước á, nó ướt hết cái áo luôn. Là sáng là vậy. Mà lúc đó đối với mình là lạnh lắm luôn rồi đó. Tại sao vừa đạp nè. Vừa đạp là cơ thể nó nóng lên mà. Nhiệt độ nó trên lệch á. Nó lạnh kinh khủng luôn. Mà đi cứ đạp vậy mà xương thì ở đằng trước rồi lạnh kinh. Nhưng mà mình mới vậy mới sợ nha.
ở đây mình sáng nào mình cũng đi, mình cũng gặp cái ông đó, ông là gọi là chở nước đá đó, chở đá lạnh đó. À, đằng trước xe Honda nha, ở đằng sau là năm cục chất cao lên vậy nè. À, mấy cái cục cây đá mà nó dài đó, năm cục chất cao lên tới đầu, dựa vô lưng nha. Đằng trước 4 cục chất cao tới ngực, lú có cái cổ ra không chạy. Ê, mở trần nha. Mà ông này ông mẹ ông này ông đâu tới người Bắc Cực hả? Người Bắc Cực hay là dòng họ với lại chim cánh cụt vậy? Vì sao mà chịu nổi vậy được nha? Một kinh lắm luôn, mình đi để mình chạy không đó nha. Mà còn thấy lạnh vãi rồi. Mẹ chất nước đá xung quanh vậy sao mà chạy xe? Chạy không có theo kiểu, nhưng mà chạy mà từ từ nha, không chạy như xé gió luôn. Mình đi sao á, cái gió lạnh mà từ nước đá nó ra đó mà mình cảm giác lạnh luôn á, mà ông đó không lạnh hay sao mà ghê thiệt, chất bái làm sư phụ luôn. Kinh khủng thiệt. Mà ở trần nha, mà bán sớm vậy nó thiệt luôn. Mình thử bây giờ mình sáng mình ở trần mình chạy xe Honda, chạy cái dù coi, chút xíu nó bu ri rồi teo rụng rời hết luôn. Chất thêm 2 cây, ngoài 5 cây nước đá ở sau, ở trước 4 cây lú có cần cẩu ra thôi, ghê. Kinh bó tay luôn, không biết làm sao mà làm được vậy luôn. Mà mình là thua, mình mà vừa bạn nhét mình vô cái chỗ đó chút xíu rồi cứng con mẹ nó ngắt luôn. Về chỉ có đứa rồi về đóng hộp xong rồi để xuống thôi bạn, chứ lạnh vậy ai chịu cho nổi không. Giống như bây giờ mình rủ mình đi Sapa, nó thôi tao lại mày. Biết là nó đẹp rồi đó, nhưng mà mình lựa cái tháng nào nó ấm ấm một chút được không, chứ bây giờ lên đó -1 độ mà đưa tao lên đó thì thôi. Ôi, buri nào mà còn xài được nữa, thua. Buri được thiết kế xài trong nhiệt độ ấm ấm mà, mình lên trên đó nó teo con mẹ nó hết thì thôi chịu. mà nói chung á, mình sợ lạnh lắm, không chịu nổi đâu. Giống như mình chơi ở đây cũng có mấy 2 cái thể loại mà đi băng đăng á, vô nó lạnh vãi đái luôn, nó lạnh khủng khiếp luôn. Mình vô chút xíu mình phải đi ra, có đứa nó ở trong đó lâu thiệt lâu, nó mệt về con người gì chứ không phải con người ở đây rồi. Mình không có thể nào mà chịu nổi quá 15 phút nữa, rồi trong đó đứng chụp vài tấm hình là mình chui ra ngoài liền, chui ra ngoài mình ngồi đó liền chờ kệ tụi bay muốn đi đâu tụi bay đi, tao ra ngoài đây. À đây rồi, nói cái tự nhiên con gấu. nói bây giờ có 3 gấu, 3 assassin, 6 assassin này không. Bây giờ thì sao anh em, dồn đồ cho gấu thôi đúng không, dồn đồ cho gấu thôi, đồ mình chưa chọn mà. Ui chà, ôi đây có gấu luôn, mua gấu nữa chứ sao giờ, bán 2 con này đi. Gấu này bây giờ thì chưa có đồ cho nên là cái phần trăm vẫn để con ốc gánh thôi, để con gấu này nó lên được 2 sao coi đã. Không, con gấu này gấu 2 mới mạnh nha bạn, con gấu 2 mới mạnh nè, con gấu 1 thì cũng chưa phải là ra gì, nhưng mà tính ra cũng ghê chứ bộ. Bạn thấy cái đam không, nó chỉ thua con ốc thôi. À, nó chỉ thua con ốc thôi, nó 1 sao mà nó cao hơn mấy con kia rất rõ ràng anh em thấy không. À, đâu phải khi không mà một con 1 sao mà nó nằm ở nhì bảng thua con 3 sao như vậy được, khó xác định lắm đúng không. Giờ mình đưa đồ cho nó thì bây giờ mình đưa, nếu mà đưa thì rìu cuồng chiến, 2 cây tăng sát thương kỹ năng, được thì thêm 1 cây giao dịch chuyển nữa, đó là chân ái luôn bạn. Lúc đó thì 2 sao nữa thì con gấu này nó chỉ cần ten là nó là xong luôn, chỉ cần ten là xong luôn. Bây giờ mình nếu được thì mình lấy 1 cây cái kia, mình có sẵn cây kiếm gãy ngoài kia rồi, mình sẽ làm cho nó cái thành cây giao dịch chuyển, 1 sao dịch chuyển qua bên kia liền, có mana in tiêu được phát nào lấy tiền phát đó cái đã. Không, in tiêu được phát nào lấy tiền phát đó, ép cho nó cây gậy nè, 35% sát thương kỹ năng nha nè. Đây 35% sát thương kỹ năng đây nè. Để cho anh em coi thử là cái đi rít nha, đó, nó có sát thương rít chí mạng của bộ assassin nha. À, nó có chi sát thương chí mạng nè. Nè, đó là rít 520 bạn có thấy à? Đấy, bạn thấy là rít 520 chưa? Đúng không?
đó là sát thương chí mạng của con gấu ấy, cho nên là con gấu này nó sẽ có hưởng bộ assassin. Nếu mà anh em đi bộ assassin này, anh em dùng hết đồ cho nó thì rất đam, nó có thể sốc đam chết rất nhiều con á. Ô ô nè nè nè, triệu hồi con 4 tiền, anh em thấy chưa? Bây giờ nó không chỉ triệu hồi gấu nhiều như hồi trước đâu, bây giờ nó có thể triệu hồi những con có trong bộ anh em đang chơi nữa. Đấy, con gấu này ghê. Con gấu anh em biết nó triệu hồi con gấu đó với sao triệu hồi với chung ai không? Chung với con bò cạp, tại vì nó là bộ giả thú đó anh em. À, nó sẽ triệu hồi như, giống như kiểu vậy đó. À, đặc biệt quan trọng là sao, nếu mà con gấu đó mà nó khủng hai may một cái là sao, nó triệu hồi con 4 tiền mình bán cũng được lời, chứ nó triệu hồi con 1 tiền thì thôi cũng không đâu vào đâu. À, triệu hồi con 4 tiền đúng kiểu tao thích. À, đúng kiểu tao thích. Tại sao 4 tiền bán được là được 4 tiền là mình không xài bán luôn, mình không xài bán luôn, làm kinh tế cho nó tốt. Nhưng mà ba con rồi, bây giờ tỷ lệ ra những con gấu á, nó là cao hơn. À, cao hơn. Nhưng mà cao thì cao, nhưng mà chưa chắc là đã ra. Thêm 35% sát thương kỹ năng nè anh em. Mình dồn đồ hết cho con ốc này luôn, mình đưa cái dao này qua cho con ốc luôn thì nó có vẻ như hơi im ba quá không ta? Tại vì mình có đưa cái dao dao về đao dao cuồng chiến từ con ốc qua cho con gấu á thì hơi tội nghiệp con ốc, tại con ốc gánh mình nãy giờ. Ốc gánh mình nãy giờ, bây giờ lấy đồ hết đưa qua cho con gấu thì nó hơi phũ phàng. Nhưng mà phải vậy thôi em à. Mặc dù mày ba sao tao cũng yêu thích lắm, nhưng mà thật ra không có so sánh được bạn. Con gấu này nó xịn lắm. À, bạn cứ yên tâm đi, con gấu này nó xịn cực kỳ. À, con gấu này nó xịn cực kỳ nè. Đấy. Một sao mà nó thua đâu có thua đam gì con ba sao có đồ đâu anh em, thấy chưa? À, cho nên bây giờ nó chỉ cần lên được 2 sao thôi, anh em thấy sự cách biệt nó với con ốc 3 sao là một trời một vực luôn. Anh em nhìn anh em thấy liền là nó chỉ cần lên 2 sao thôi. Nhưng mà anh em biết sao, đi nếu mà anh em đi Banda thì anh em phải cần thiết, anh em biết để cần thiết gì không? Nhớ cho mình là phải giữ lại trứng. À, giữ lại trứng. Ê, có trứng là rất tốt. Tại sao? Ra 2 con là anh em không có mua được 2 con gấu 3 tiền đó. Anh em phải chờ nó ra. À, vậy mình có trứng mình úp luôn, nó phải là nó thời cơ nó hợp lý không? Đúng chưa? Cho nên bộ này là bộ phải nói là gấu và trứng là hai bộ gọi là nó có connect với nhau. À, thần Cupid bắn hai thằng này rồi. Hai thằng này đi chung nhau sẽ rất là hợp lý. Tại vì bắt buộc là bạn phải chờ con gấu nó ra thì bạn mới xài được, chứ bạn không có mua được. À, cho nên là cái trứng là cũng là một lựa chọn cho nó, gọi là bạn chủ động trong cái việc úp sao của đội hình của bạn hơn. Đúng chưa? Chủ động úp sao của cái đội hình của bạn hơn là vậy đó. Anh em chỉ cần cái trứng ra một con nữa anh em úp luôn, anh em không phải chờ hay là hên xui nữa. Tại vì nó hên xui nữa, anh em đâu phải muốn là ra con gấu là ra con gấu đâu. Có khi nó cho sen kẻ nữa, mỗi con mỗi loại gì 2 con, nó không cho lên 2 sao thì thôi ăn cứt luôn. À, ăn cứt luôn. Đây thấy không? Bây giờ nó mới cho thêm một con gấu phép nữa, thấy chưa? Đâu phải muốn nó ra là nó ra đâu anh em, thấy không? Cho nên rất là bất trị. À, rất là bất trị. Nhưng mà úp được con bò cạp 3 luôn rồi đó. Tại biết sao bài cái đội team này á, có 3 con mình rất ít tốn tiền để ra. À, là 3 con gấu đó bạn. Cho nên tiền mình dư mình xoay được. Mình xoay thì mình kiếm những cái con khác 3 sao được. Đúng không chưa? À, đúng chưa? Chưa gì hết là mình có 2 con 3 sao rồi. Mà bạn nên nhớ con bò cạp là 3 tiền nha. Đó, ôi mạnh kìa. Anh em thấy gấu chưa? Em thấy gấu chưa? Ơi, đỏ, ôi rất đam kìa. Được quá nhờ. Dẫn đầu bảng đam luôn kìa. Con ốc 3 mà nó còn gây đam không bằng con đó nữa. Mà bạn thấy không? Cái dao cuồng chiến nó là một trong những trang bị bắt buộc phải có của con gấu này luôn. Bắt buộc phải có luôn, anh em thấy chết không? Ta. Đã thật sự luôn. Nhìn nó sướng dễ sợ. Phải vậy anh em à. Phải vậy thôi. Đây rồi. Cái trứng đây rồi bạn ơi. Cái trứng này thì anh em chỉ có nước mà dành. Bạn biết dành cho ai rồi đó. Mình không cần phải nói lại nữa. Mình không cần phải nói lại nữa. Cái trứng này ra đúng là chân ái rồi. Bây giờ hết hiệp cái ra con gấu này. Con gấu cái assassin 3 tiền là mình đẩy lên 2 sao luôn. Lúc đó thì bạn sẽ biết vấn đề là ở đâu liền.
Lúc đó là bạn sẽ biết ai là người làm chủ ở cái gọi là cái thế trận này liền. Đây, nè, trời ơi mạnh cơ. Cái gì vậy ta? Đấy, quá imba quá nè, có nữa nè. Con ốc ba nha, mà thật ra là không thể là gây đam bằng được. Cảnh anh tiêu nó xịn quá luôn á, cái anh tiêu đúng kiểu là bị xịn quá đó bạn, bị hiện quá, hiện đại quá. Khó cho tim bạn quá bây giờ. May cho tụi mày nha là không phải ra con gấu assassin, ra con gấu gấu phép, chứ không là con gấu assassin tao mà lên 3-2 sao thôi, 2 sao thôi bạn, không có cần phải 3 sao anh em không, không có cần phải 3 sao, anh em chỉ cần 2 sao thôi là clear, clear con mẹ nó luôn, đúng chưa? Clear liền. Tại sao bây giờ có rít của assassin, có đam từ 2 cây gậy, 70% sát thương kỹ năng, dao cuồng chiến, đam một cái lượng lớn sức mạnh đến từ vị trí con gấu này. Bây giờ nó chỉ cần lên 2 sao nữa thôi. Đây rồi, magic staff là cây trượng nữa đó. Cây trượng đó, để vô cây trượng luôn, để cái trượng vô, hình như cái trượng này 15% nữa thì phải, đúng không? Cái trượng này 15% nữa, khủng khiếp thiệt. Chơi vậy thì chơi làm chó gì nữa ta. Đây rồi, thời của tao tới rồi, con gấu đây rồi bạn ơi. Xong, khi mà bạn nhìn thấy một con gấu nó cầm trên tay hai cái kia, hai cái thanh đao mà gọi là thanh đao gọi là ngọc xanh nha, ôi thì bạn biết là bạn không còn cơ hội nữa rồi. Ngoại trừ là bạn có 4 spirit thì thôi. Mà cái team này nè, gặp 4 spirit thì khóc nè. Đó, cho nên cái team này anh em phải cẩn thận. Tại sao? Gặp 4 spirit chỉ có nước mà khóc thét rồi. Bạn thấy không? Thấy không? 2 sao đấy, 7.300 gram. Anh em thấy nó mượt chưa? Gần như là không có delay luôn. Vừa thì vào là thấy là tới chỉ luôn à. Vừa vào thấy là quẹt một cái thôi 6.500 đam mà quẹt cái nữa chết con mẹ hết tim luôn. Trời ơi, cái con gấu này mà muốn mà giảm sức mạnh theo kiểu mà cái dạng là nó cân bằng nhất là sao? Bỏ mẹ mày cái giết người hồi giảm thời gian hồi chiêu đi à, chứ không là ăn cứt hết, không có cỡ nào mà chịu nổi các bạn. Tại nó đam nhiều như vậy là ví dụ giống như mình dồn đam hết cho nó đi, cỡ nào mà nó không giết được người, không lẽ nó không giết được một con hàng sâu, nó giết được một con hàng sâu liền. Mà giết được một con hàng sâu thì lúc đó thì bạn biết thế nào là kinh khủng. Mà con này thì đặc biệt là sao, là bạn phải lấy búa xét lấy dao cuồng chiến, lấy mấy thể loại mà nó xịn nhất á, đánh lan xịn nhất á, đưa cho con này tất cả hiệu ứng luôn nha. Đó, 7.700 đam các bạn thấy không, 700 đam nè, đã cái nữa nè. Trời ơi, 7.000-8.000 rồi. Qua luôn ha. Qua luôn. Như vậy thì thua. Không, mình chỉ cần đi một cái combo rất là đơn giản thôi, anh em đã thấy lực rồi. Không, bây giờ mình gọi là chơi theo cái dạng là chơi là gọi là phù phiếm, nói chuyện với anh em chơi cho vui, với lại liệt kê mấy cái đội hình mà anh em cần có thể đi với bộ gấu thôi. Mình mà nãy giờ mình mà gọi là có tính sát phạt một chút xíu á, mình up chính mình cho thêm đồ vào, cho thêm bài vào, hay là cái kiểu gì đó, hoặc là 4 spirit chẳng hạn, cũng gọi là hay, đúng không? Lúc đó thì bạn sẽ biết, khóc là như thế nào nha. Lúc đó thì bạn sẽ biết khóc là như thế nào, cô khủng khiếp lắm, không ai dám nói tới đâu. Đây nè, đó, giọt nước mắt ha, chảy ngược luôn em ơi, giọt nước mắt chảy ngược rồi. Ôi có kìa, anh em thấy đam chưa? Khó thế nhờ, trời ơi, khó cho tim bạn quá. Ôi, con gấu hai thôi mà bạn thấy từ lúc mà mình cầm được con gấu hai là cái cục diện nó thay đổi chưa. Nó thay đổi 360 độ, khó lắm, 3.600 độ luôn, nó xoay mẹ quay tít thò lò luôn. Nó quay du luôn, khủng khiếp lắm luôn. Khi mà con gấu hai này, chỉ cần con gấu hai thôi,
mà đặc biệt là sao mình rất thích đưa cái tăng sát thương kỹ năng cho con quỷ này, thì nó đam rất mạnh. Đây nè, nè bạn thấy gì không, bạn thấy gì không, 2 giây thôi mất ráo hàng sau luôn, còn có mấy con tăng đằng trước thôi. Anh em thấy rất rõ ràng, chỉ có 2 giây thôi đó nha, mình thấy tập hàng sau nó chết ráo luôn, hàng sau nó chết hết luôn. Bây giờ bạn nghĩ đi, ở này mà nó nhảy ra sao nó đầy mana một cái, nó đẩy vô con người bạn thì chỗ nước mà thúi mẹ cả người luôn. Rồi ơi, lúc đó thì chỉ có nước mà bỏ nhà ra đi thôi, ai mà chịu cho nổi. Dữ vậy. Mua luôn, bố mình mua luôn. Lên được 3 sao luôn, lấy 2 con này vô luôn, giữ một ô để chúc cho con gấu ha. Một con gấu nào đó chẳng hạn. Nhưng mà qua tờ sắp lên 3 nữa rồi nha. Shadow cũng vậy. À, thấy không? Nào. Vậy rồi giờ sao cỡ con quái này thì nhầm nhò chó gì với team assassin mình mà. Nhầm nhò cái gì với cái team assassin này. Lucky coin. Trời ơi, lucky coin. Cái này giờ không biết lấy gì luôn á. Cái này thật sự là mình không biết lấy gì luôn á. Đây con gấu nè, con gấu này gấu xin nữa nè. Ghê chưa? Thôi lấy cái giáp băng đi. Lấy cái giáp băng đi chứ cái mấy cái trượng dịch chuyển này kia nó cũng không, cũng chả ngon lắm. Đưa cho con này thì hết trang bị không được. Giữ cái gậy lại, tại sao cây gậy này tới 15% sát thương kỹ năng lận. Khỏe lắm bạn ơi. Thôi không có được mà gọi là lơ là ở đây. Bạn phải tập trung hết sức có thể để sao. Nó gánh mà nó gánh mà không được chia đồ. Đây nè, nhảy qua nè, gánh nè. Tập. Bạn thấy đam chưa? Bạn thấy đam chưa? Cái này đam rất nhẹ nhàng nha. Ít rít lắm á. Đồ ui. Tiễn luôn. Ngồi khủng mẹ khiếp thiệt. Hơi bị quá đáng, hơi bị quá đáng. Mình cảm giác giống như mình chơi bộ Banda này bắt đầu là nó thuận tay. Ồ, thuận tay hay là mấy mốt mình đổi qua mình không chơi bộ Goblin nữa, mình chơi bộ Banda luôn nha. Cái này thì không có cơ hội cho thằng kia rồi. Hay là mình lấy bài ra bớt ta. Mình cũng có thể lấy bài lắm. Mày chờ thêm con gấu nữa cũng được. Có một cái trứng ở đây thì phải 5 con gấu, gấu 3 tiền assassin nữa thì mới con gấu 3 tiền 3 sao. Khó đó, khó đó bạn. Thôi kệ, cũng lấy ra. Cũng lấy ra, có gọi là sao. Thua cũng được, 10 trận thắng, 19 trận thắng à. Trời, 19 trận thắng rồi, có vẻ như hơi bị nhiều quá nhờ. Ôi, thôi nào. Để lên được con gấu assassin 3 sao cái nhẹ nào. Thật sự nha, mình lên được con gấu 2 tiền 3 sao, con gấu phép 3 sao rồi. Nhưng mà tới con gấu assassin này thì khó ra quá. Cái tỷ lệ nó ra khó quá bạn. Cho nên là không có, chưa có lên được con gấu assassin này lên được 3 sao. Nhưng bạn cứ yên tâm. Như là bạn cứ yên tâm, rồi mình sẽ lên được thôi. Tới một ngày nào đó máy nó ra bài theo kiểu là không cần phải ước thì mình sẽ ra bài được thôi. Bây giờ mình chờ, nó cứ mỗi hiệp nó sẽ tặng cho mình một con đúng không? Hên xui đúng không? Nếu mà nó tặng trúng con gấu nữa thì... Oh my god. Khủng khiếp thiệt luôn á. Mình nhường nó mấy hiệp các bạn để coi nó có khả năng ra gấu không? Tại vì ra gấu nó mới xịn. Mình lên gấu 3 thử. Mà khó quá. Sao vậy nhờ, thua luôn hả, gì thua nhạt vậy em. Bài lấy ra vậy mà còn thua, không hiểu được luôn. Ok, anh em đang xem, để lại cho mình một like và đăng ký một hộp channel của mình nha. Rồi cảm ơn mọi người.